thanh niên dạy bác gấu công nhà và cái kết cực đắng. Bob Free làm pha mở cổng dịch chuyển, ăn Buya cực căng. Gặp WAG trong rank thì sẽ thế nào? Đó chỉ là một trong những thông tin cực thú vị của Free Fire ngày qua. Cùng nhau khám phá ngay nhá! Trước khi xem tiếp video, chúng ta hãy cùng điểm qua danh sách 5 ID may mắn đã giành được phần quà cho 5 bạn tuần trước nào. Cảm ơn các bạn đã làm đủ các bước trả lời câu hỏi, đăng ký kênh, comment ID và like video này. Các bạn có muốn trở thành người may mắn nhận được phần quà thì hãy trả lời ngay câu hỏi của tuần này thôi. Trang phục được free trong đợt đăng nhập 10 ngày của Free Fire tên là gì? A. Hoàng tử Ai Cập. B. Ông hoàng giai điệu. C. Cả hai trang phục trên. ID may mắn nhận được phần quà kim cương sẽ dành cho bạn nào đăng ký kênh để trả lời câu hỏi nhanh và chính xác nhất. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng điểm qua điểm nóng Free Fire ngay thôi nào. 1. Setting đỉnh cao, kéo đầu báo chuẩn. Ba, đẳng cấp súng tỉa thế giới. Dominating. 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 Unstoppable. Rampage. 4. Dạy bác gấu công nhà và cái kết cực đắt. Cái gì thế này? Mày chỉ bác công nhà đỡ đi,
công được bác cho sang Thái bắn dài. Thì ông kê nhân tiện đây tôi cũng sẽ chỉ luôn anh em và cái ông đố lợn này cách công nhà đỡ một cách hiệu quả và dễ làm nhất nhé. Đầu tiên anh em cần phải biết ngôi nhà đỡ này có thiết kế lộ thiên. Nếu có địch ở trên này thì chúng chỉ có thể ngồi thủ ở lan can hai bên này. Vì thế nên tôi sẽ lợi dụng điểm yếu của nó để tìm đường công lên mà không bị địch phát hiện. Anh em cũng sẽ có một góc bắn rất tốt. Đầu tiên anh em cần phải tìm cho tôi một cái bệ phóng mini. Ở đây tôi không có nên xài đỡ cái bệ phóng to này. Anh em nhớ kê sao cho bắn đúng vào trên nắp nhà là được. Rất đơn giản phải không nào? Bây giờ anh em chỉ cần rút súng. Cái gì thế này? 5. Cổng dịch chuyển cực hay, ăn ngay Buya siêu đỉnh. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chúng nó sẽ không biết bóc ở đây đâu. Ngạc nhiên không? Surprise. Xong rồi mình đã chui xuống. Trời ơi, hết đạo, hết đạo. Hello anh võ. Hết đạo. Trời ơi, bác sĩ. Ôi trời ơi, bác sĩ anh em ơi. Sáu, cover đẳng cấp đến vậy là cùng. Cách cân 3 Free Fire cực dĩ. Tại tôi đang bị 3 người chơi tấn công từ mọi phía. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để vượt qua tình huống này nhé. Đầu tiên bạn hãy bình tĩnh, đặt hai quả bom keo xung quanh để tránh được đường đạn của địch. Tiếp theo bạn hãy đi ra ngoài để dụ tên địch và xác định hướng địch. Tôi đã dụ nó thành công và để nó lộ vị trí và hạ gục nó nữa thôi là thành công. Á đủ có lựu đạn. Bạn hãy bình tĩnh và đặt bom keo. 8. Bất ngờ gặp WAG trong rank. Này bắt gấu đang núp bo trên nhà nè anh em. Từ từ thôi nghe. Ok. Bo nhẹ nhẹ thôi. Mình đang đối đầu với WAG đó. Ừ, mình đánh núp kêu này thì WAG cũng phải chết. Sao tao rung quá tụi mày ơi. Tao thấy không ổn đâu. Rút đi. Ủa rồi tụi mày chạy chân hả? Tụi em thấy không ổn. Tụi em chạy trước cả anh rồi. Chín, bao nhiêu máu để đủ cho pha này? Anh coi dùm tôi, thằng này bao nhiêu máu thế sao tôi bắn hoài nó không chết. Triple kill. Ace. Cái đầu mát. 10. Ẩn thân chi thuật. Merry Christmas motherfucker. Như vậy là chúng ta đã cùng điểm qua điểm nóng Free Fire, xem những thông tin nóng nhất của Free Fire tuần vừa rồi. Các bạn nghĩ sao về điểm nóng Free Fire, cần bổ sung thêm gì? Nhớ đăng ký kênh, comment ngay xuống bên dưới để bọn mình cùng biết nhá. Đừng quên để lại một like, một share và một đăng ký kênh để bọn mình ra thêm nhiều video thú vị hơn trong tương lai. Bật cả nút chuông thông báo để nhận được những thông tin thú vị về Free Fire vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần nhá. Còn bây giờ, Hùng Cam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.